Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và buổi chiều hôm nay, sau khi đã giao lưu với anh em YouTube ở Bắc Mê, Hà Giang, thì chúng tôi bây giờ đang tiếp tục cái cuộc hành trình lên trên Mèo Vạc cùng anh Nguyễn Tấn Thắng và tất cả mọi người ở trong Bắc Mê này là cùng đi. Thì hiện tại thì Bắc Mê giáp với Cao Bằng, nó là có một cái con đường đi Cao Bằng và chúng tôi sẽ đi theo con đường này đến giáp Cao Bằng, Bảo Lâm, Bảo Lạc, phải đi qua cái huyện đấy thì mới quay lại được Mèo Vạc. Giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video này, nếu thấy hay và thấy phong cảnh đẹp bổ ích thì mời quý vị hãy cho mình một cái chia sẻ, một đăng ký kênh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Đây là Long Quê Đốc và Trường Lễ, còn ngồi đằng sau của Hà Giang là A Sùng TV, còn là đi trước đầu tiên nữa là anh Nguyễn Tất Thắng và Tài TV. Địa phận Bắc Mê này cũng rất là nhiều gia đình hoàn cảnh ấy. Gọi là hôm nay anh em đi giao lưu luôn, có những cái chỗ mà thường quay được thì thường quay cho tất cả mọi người xem. Cứ đi từ từ để quay và ngắm cảnh. Ở phía trước chúng ta đây hình như là có một cái thủy điện. Thủy điện ở đây là có con sông gọi là sông Gâm, nó chảy từ Bắc Mê vào Tuyên Quang. Hôm nay là khả năng là thủy điện xả nước đấy, nước rất là nhiều luôn. Điện ở đây rất là đẹp, quý vị. Chỗ này đẹp nhờ. Hơi sốc một tí mọi người ạ, bởi vì lên dốc phải di chuyển số liên tục. Phun như kiểu phun sương ấy nhỉ. Hiện tại chúng tôi đã đến địa phận huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Sông Gâm, sông này được xuất phát từ Quảng Tây, Trung Quốc,
về Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, xong sau đó là gia nhập và vào sông Lô. Và khu vực này hiện tại chúng tôi đã đến thị trấn Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang. Đây là thị trấn Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Sau một hồi đi thì hiện tại chúng tôi cũng đã đến Mèo Vạc. Và khu vực này là tầm cách hơn 2 km nữa thì là đến thị trấn Mèo Vạc. Trời thì hiện tại cũng sắp mưa, nhìn trời đen thui luôn quý vị ạ, nhìn trời tối. Mà là chợ phiên cuối tuần, đúng không? Tại chúng tôi đến trung tâm thị trấn Chuẩn luôn mọi người này. Gặp anh Nguyễn Tất Thắng ở đây rồi. Anh Nguyễn Tất Thắng và Tài TV thì đến đây khoảng trước 2 tiếng rồi.
Đấy. Tối nay chương trình tiếp theo là đại hội anh em YouTube ở Hà Giang. Thì mong tất cả các bác anh chị xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh và bấm chuông. Cường sẽ làm thêm một cái tập 2 nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo.